Theo báo cáo mới đây của Thanh tra Chính phủ, ngành thanh tra sẽ kiểm soát khoảng 6.000 đối tượng thuộc diện người đứng đầu để tạo ra sự biến đổi trong hoạt động của toàn lực lượng. Đối tượng có nghĩa vụ kê tài sản, thu nhập lần đầu là các đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, công chức, một số chức danh trong quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Đối tượng sẽ kê khai bổ sung khi thu nhập phát sinh có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Còn đối tượng kê khai hàng năm là những người được hưởng phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên hoặc dưới 0,9 nhưng làm việc ở một số vị trí công tác trong lĩnh vực kiểm toán, thuế, hải quan, tòa án, viện kiểm sát. Về phương án xử lý tài sản không trung thực, theo nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp, nếu kết luận tài sản, thu nhập thực tế qua xác minh lớn hơn tài sản thu nhập đã kê khai hoặc việc giải trình về tài sản, thu nhập tăng thêm không hợp lý, thì cơ quan thuế sẽ xem xét thực hiện truy thu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 45%. Với quy định này, ngành thanh tra sẽ kiểm soát khoảng 6.000 đối tượng thuộc diện người đứng đầu. Để việc kiểm soát hiệu quả, thì đối với những địa bàn đã có đủ điều kiện cơ sở hạ tầng, phải đưa việc thanh toán qua hệ thống ngân hàng thành quy định bắt buộc.